cuối cùng được về đến nhà. Khiếp, bị thằng tao nỉ ma chó đau hết cả tay chân. Đấy, sofa ghế tổng thống phải mềm mại như thế này chứ. À rồi, đến giờ rồi. Người đâu? Cho bọn thằng Toàn Thư vào đây. Ôi, định làm nhà ai mà bao la thế? To bằng mấy cái mâm ruộng. Cho trẻ con từ đầu này sang đầu kia thì hết cả cái đội thanh xuân mất. Mày láo, đây là linh đàng nhà mày à? Đây là nhà trắng, hay còn gọi là nhà sao? À, thế hóa ra vẫn ở Hà Nội à? Đây đây, để em kể anh nghe nhá. Thủ đô nhiều hoa, đẹp ơi là đẹp. Mau à, đây em cho anh xem luôn. Em có một bông hoa mới hái trộm được, phải giữ gìn cho cẩn thận, để tối về nhà còn cắm vào chai La Vi. Mà nhắc đến hoa nhá, tối hôm qua em ra hồ Gươm xem có hoa, nó cứ nổ nổ bay hết cả mặt. Mà ôi, nhìn này, thủ đô này, đường phố thanh thang, xe cộ phóng nhanh một bánh tinh vụ. Thằng này, đúng là em bảo tao là mày xuyên tạc thông tin, cái gì cũng biết. Thế mà ngáo như con cáo. Ôi, anh đừng có khinh em. Quê em được chọn vào chương trình xây dựng nông thôn mới. Tần tiền lắm á, cái gì cũng có, thiếu mỗi đói với nghèo thôi. Bảo, ủa anh ơi, ngoài cửa có cái cây gì mà không thấy lá hả anh? Có phải là do mùa thu rồi nên lá rụng hết rồi phải không anh? Cây này mà chặt đem về bản dựng nhà thì chắc phải biết anh ạ. Đây, lái cột điện em ơi. Điện chưa về bản à? Điện đâu? Chưa, em đã có phòng này bao giờ đâu. Em chỉ có mỗi một thằng bạn tên là Điển thôi. Thằng này người dễ xui á, chuyến đi giết zombie, nó đứng đầu cái đội quân tiêu diệt zombie trường đèo loá hết cả mắt. Mà em kể anh nghe nhá, thằng này có bị con mô tò mò là ám á, suốt ngày phải qua cho em xin thông tin thôi. Anh biết chúng mày là không tấn sáng trải sáng đầu thôn rồi, chúng mày ở đây ngày hôm nay anh cần chú update cho anh thông tin an ninh thủ đô, an ninh thế giới. Anh đến chỗ rồi, em có thông tin từ khắp mọi nơi, từ London đến bản đôn, từ Paris đến Ba Vì. Thông tin gì cũng có. Nếu thông tin gì cũng có thì tại sao anh gọi mày đến đây tuần trước mà tuần này mới đến thế nào? Tại em bị lạc, đường phố Hà Nội nó có rắc rối sao á? Em nhìn bản đồ mãi mà có đi đến đâu đâu. Đây đây, hỏi luôn ông anh dân địa phương. Đố anh tìm được cái Hồ Gươm ở trên này đấy. Mấy cái chỗ màu xanh xanh này ấy, nó cứ ghi cái gì mà là Biển Đông á. Nói nhiều quá. Thế cùng, mày bán tin không? Anh ơi, em vừa được anh Điển thuê về làm tình. Tình ơi, bán riêng cho anh ý rồi. Em sẽ không bao giờ phản bội anh Điển. Trừ phi bên anh. Tưởng gì, chứ tiền đối với tao cũng chỉ là một con số. Số tiền trong tài khoản của tao á, đủ để tao sống đến hết đời. Nếu mà tao chết thứ năm tuần sau. Anh ơi, em không cần tiền đâu. Ở trên đời em chỉ muốn có một thứ duy nhất thôi. Đó là đẹp. Ở bản ấy hay có hội thi đa phương, năm nào em cũng về ba, mà cả bản chỉ có hai người đi thi. Anh Điển bây giờ đang cho em gieo cốt tóc các thứ rồi. Năm nay em quyết tâm về nhì. Anh định cho em cái gì nào? Như thế thì anh cho chú em kem trộn trắng da nhá. Nhìn ông em đen nhẻm thế này, hỏi sao về ba trong cuộc thi hai người. Mà nể tình anh em thân thiết, anh bán chú một lọ 10 đồng, ba lọ chỉ 30 đồng thôi. Wow, quá là rẻ quá. Wow,
muốn luôn, em biến luôn thành Đức Phục Dầu Voi luôn. Nhưng mà độ tin cậy của chú mới chỉ là lời đồn. Bây giờ anh hỏi chú một câu, nếu chú trả lời được thì anh tin. Câu hỏi là Donald Trump đã đến Đà Nẵng, ông ta có bị Ninja Lít đúng em như Obama không? Anh này chán, sông có thể mòn, núi có thể cạn, nhưng mà đường đi lúc nào cũng là của Ninja Lít Việt Nam. Thanh niên Việt Nam đi xe Lít nói là làm. Anh tin chú rồi. Đến với câu hỏi chính. Hai chị em nhà họ Kim ấy, Kim Mochi và Kim Từ Điển, chúng nó vừa có tiền vừa có súng, nên zombie bọn tao phải dè chừng. Bây giờ động tĩnh chúng nó là sao rồi? Gia đình họ Kim ấy hả anh? Thằng em trai Kim Từ Điển thì vẫn đang đi tàn sát các zombie. Ông anh cần phải cẩn thận. Còn bà chị Kim Mochi thì đang đi về kiến sư giáo sĩ Tao Bỉ Ma, trông có vẻ tình tứ lắm. Tao Bỉ Ma đang dẫn Kim Mochi về phòng thí nghiệm của nó kia kìa. Cái gì? Phòng thí nghiệm á? Không ổn rồi. Nếu mà con Kim Mochi tìm được thuốc giải, nó biến tất cả zombie trở lại thành người. Như thế, cơ hội Trung Quốc nó sẽ được sẽ sụp đổ. Tao, tao tổng thống cho ai xem? Điều này không thể được phép xảy ra. Ôi, căng thế hả anh? Em tưởng chúng nó chỉ là tình tứ. Hóa ra con Kim Mochi thật là xảo trá và lăng loạn, lợi dụng nhan sắc để lợi dụng Tao Bỉ Ma hống thuốc giải của anh. Thế bây giờ anh định tính như thế nào? Thằng Tao Bỉ Ma là đàn em tao mà dám lén phé với loài người, tội này đáng chết. Còn con Kim Mochi, chỉ riêng việc nó là con người cũng là một cái tội rồi, mà nó còn dám đứng lên chống lại tao, đáng chết hai lần. Tao sẽ đích thân xử cái đôi gián phu dấm phụ này. Nhưng trước hết tao phải đi ngủ đã. Bố tao có dặn mình lấn đạn, nếu tức giận thì phải đi ngủ. Sao anh cái điện thoại đấy, cho anh về đấy. Đúng đấy, đúng đấy, nghe tao nói luôn. Sau khi tao ngủ dậy, tao sẽ phóng ngay đến phòng thí nghiệm, phải nhanh chân nhung nó chúng nó một bước. Tao mà không có được thuốc giả thì chúng nó cũng đừng có. Ờ, tao đi ngủ thật đấy.